Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuộc sống 24 giờ ngày 6 tháng 2 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Hải Hằng. Còn tôi là Thanh Huyền. Trong sáng sớm nay thì thời tiết hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước nhìn chung là khá thuận lợi cho người dân khởi đầu một ngày làm việc mới. Chỉ riêng các tỉnh miền Bắc thì còn có nhiều mây và sương mù vào sáng sớm. Vâng, và tôi thấy tình trạng thời tiết này thì đã diễn ra trong vài ngày gần đây. Tuy nhiên thì đến trưa chiều trời lại giảm mây và hửng nắng, nhiệt độ theo đó cũng tăng cao trở lại, tiết trời ấm áp hơn, khá phù hợp cho mọi hoạt động du xuân của người dân miền Bắc, đặc biệt là các lễ hội đầu năm liên tục được tổ chức. Tình trạng nắng ấm này sẽ còn kéo dài trong hôm nay cũng như những ngày sắp tới khi khối không khí lạnh chi phối miền Bắc nước ta suy yếu dần, tạo điều kiện cho vùng áp thấp phía Tây phát triển. Nhiệt độ theo đó sẽ nhích dần từng ngày, cao nhất ở phía Đông, trong đó có thủ đô Hà Nội có thể chạm mức 28 độ C, còn các tỉnh Tây Bắc phổ biến từ 30 đến 32 độ. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 2, thời tiết sẽ có những chuyển biến khi gió mùa Đông Bắc tràn về. Được dự báo có cường độ khá mạnh nên trời sẽ chuyển nhiều mây và có mưa rào rải rác. Nhiệt độ giảm nhanh và trời chuyển rét trên toàn khu vực. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng phổ biến dưới 20 độ từ ngày 10 tháng 2. Và một thông tin nữa cho người dân miền Bắc là ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên của đợt xả nước đổ ải thứ 3 của các hồ thủy điện. Dự kiến đợt xả nước sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 2. Và với thời tiết nắng ấm như hiện nay thì sẽ rất thuận lợi cho bà con tiếp tục tập trung để gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Và tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Lở tuyết ở Afghanistan và Pakistan, hàng chục người thiệt mạng. Sắp có loại vaccine mới hứa hẹn khả năng ngăn ngừa được virus Zika chỉ với một liều duy nhất. Chưa khai hội nhưng đền bà chúa kho ở Bắc Ninh đã đông nghẹt người và rác thải có ở khắp nơi. Từ tranh cướp lộc, chen nhau mua vàng đến lễ thắt cổ châu, câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay sẽ bàn về chuyện vì sao các lễ hội văn hóa tín ngưỡng đang ngày càng biến tướng một cách thái quá. Phát minh mới từ các nhà khoa học Mỹ, một loại kính hiển vi được làm bằng giấy có thể gập gọn nhưng có thể chẩn đoán được sốt rét. Theo hãng tin Reuters, tình trạng tuyết rơi dày gây ra một trận tuyết lở dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan khiến nhiều người thương vong. Riêng ở tại Pakistan đã xảy ra hai vụ lở tuyết liên tiếp. Theo thông tin từ hãng truyền thông địa phương, ít nhất là 10 người đã thiệt mạng và 3 người bị vùi trong tuyết. Vụ lở tuyết đầu tiên xảy ra tại làng Sichuan thuộc huyện Sichuan. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 phụ nữ và 4 trẻ em. Lở tuyết đã vùi lấp 8 ngôi nhà vào rạng sáng ngày 5 tháng 2 theo giờ địa phương. 3 người đã được cứu sống trong đống tuyết, nhưng vẫn còn ít nhất là 3 người khác bị mắc kẹt. Còn tại Afghanistan, có ít nhất là 19 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do tai nạn khi tuyết rơi dày. Thủ tướng Pakistan tuyên bố cơ quan quản lý thiên tai quốc gia sẽ phối hợp các nỗ lực cứu hộ và thu xếp trợ giúp y tế, thực phẩm và nơi trú ẩn cho những người bị ảnh hưởng. Các nhà chức trách Trung Quốc cách đây ít giờ cho hay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tiệm massage ở tỉnh Nhê Giang. Vụ việc đã khiến cho ít nhất 18 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Theo hãng tin CCTV, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 26 phút vào ngày hôm qua 5 tháng 2 theo giờ địa phương. Một số hình ảnh được đưa lên mạng cho thấy lửa cháy hừng hực, khói đen bay cuồn cuộn bao quanh một tòa nhà cao tầng. Nhiều người đã nhảy từ cửa sổ xuống để tránh lửa. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa lập tức đến hiện trường, nhưng đến 19 giờ 05 phút mới dập tắt được đám cháy. Giới chức cho hay có 8 người chết trong đám cháy và 10 người được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Hiện các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Nạn cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử đang hoành hành ở miền Trung Chile suốt 2 tuần qua. Các nhà chức trách của nước này cho hay, cuối cùng thì lực lượng cứu hộ cũng đã khống chế được ngọn lửa và kiểm soát cháy rừng. Theo đó, Tổng thống Chile cho hay, cháy rừng đã được kiểm soát ở đây và tránh lan rộng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cách đây ít ngày, các máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới cũng đã được huy động đến khu vực cháy rừng để khống chế ngọn lửa. Các quan chức Chile cho biết cháy rừng đã khiến ít nhất là 11 người thiệt mạng, gần 10.000 người bị mất nhà cửa và phải đi sơ tán. Đồng thời, ngọn lửa đã thiêu rụi gần 2.000 ngôi nhà, 400.000 hecta rừng, với thiệt hại vật chất ban đầu ước tính lên tới 350 triệu đô la Mỹ.
Hãng tin Reuters vào rạng sáng ngày hôm nay cho biết hãng hàng không Qatar Airways của Qatar đã thực hiện chuyến bay thương mại dài nhất thế giới với hành trình từ thủ đô Doha của Qatar đến thành phố Auckland của New Zealand. Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu QA920 rời Doha vào lúc 5 giờ 02 phút sáng ngày 5 tháng 2 theo giờ địa phương, dự kiến sẽ đến thành phố Auckland vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương. Như vậy là chuyến bay này sẽ kéo dài 16 giờ 20 phút, vượt qua 5 quốc gia với quãng đường bay là 14.535 km. Theo Reuters, đây sẽ là chuyến bay dài nhất thế giới xét về mặt thời gian. Hãng hàng không Qatar Airways không tiết lộ số lượng hành khách trên chuyến bay này. Một số nguồn tin cho biết có 4 phi công và 15 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Một thông tin vui với những quốc gia đang có lưu hành dịch bệnh do virus Zika, trong đó có Việt Nam. Sắp có loại vaccine mới hứa hẹn khả năng ngừa được virus Zika gây bệnh chỉ với một liều duy nhất. Trong vòng 12 đến 18 tháng tới, loại vaccine này sẽ được thử nghiệm trên người. Sau khi đã thử nghiệm khả quan trên chuột và khỉ, thông tin này vừa được công bố trên tạp chí Nature. Theo nhóm nghiên cứu từ Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Mỹ, nếu tiếp tục thành công, loại vaccine này là công cụ hữu hiệu cho cuộc chiến toàn cầu chống lại các bệnh do virus Zika gây ra. Đồng thời, vaccine cũng không gây tác dụng phụ. Theo nhóm nghiên cứu, loại vaccine mới với chỉ một lần tiêm duy nhất giúp tiết kiệm chi phí sản xuất. Một trong những quy định nổi bật quan trọng tại Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh vừa được Chính phủ ban hành. Đó là người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc là cơ sở khám bệnh. Theo đó, người đang hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của nhà nước. Nghị định nêu rõ người hành nghề được đăng ký hành nghề tại một hoặc nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động. Thời tiết chuyển mùa như hiện nay rất dễ bùng phát các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi. Đáng chú ý là bệnh viêm phổi ở người già thường biểu hiện triệu chứng không rầm rộ mà thường chỉ ho ít và ớn lạnh nên dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường. Theo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày Tết, bệnh viện tiếp nhận trên 500 ca cấp cứu. Phần lớn trong số đó là người già bị viêm phổi, có biểu hiện triệu chứng không điển hình. Các bác sĩ khuyến cáo, với thời tiết lạnh như hiện nay, mọi người cần lưu ý hơn đến nguy cơ viêm phổi. Đặc biệt ở người lớn tuổi, sức đề kháng giảm, phản ứng của cơ thể với tình trạng nhiễm trùng ít rầm rộ, thường không sốt, không ho đờm nhiều, mà chỉ ho ít và ớn lạnh, nên dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường. Chần chừ điều trị có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong nhanh. Vì thế, người già, người có nhiều bệnh, người suy giảm sức đề kháng cần lưu ý tiêm phòng vaccine cúm hoặc phế cầu trên những người có chỉ định. Đặc biệt ở những trường hợp có bệnh phổi mạn, suy tim, cắt lách, tuổi trên 65 nhằm dự phòng bệnh viêm phổi, các chứng viêm phổi, viêm nhiễm đường hô hấp ở người già. Thưa quý vị, vào những ngày này, tại đền Bà Chúa Kho ở khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh luôn đông nghẹt người đến cúng lễ, vay vốn. Mặc dù công tác tổ chức năm nay đã trật tự an toàn hơn những năm trước, nhưng do diện tích đền nhỏ kết hợp với lượng người đến xin lộc đông, đền vẫn xảy ra tình trạng chen lấn để dâng lễ vào đền. Vâng, và dù ban quản lý đền Bà Chúa Kho đã sắp xếp nhiều nơi đặt lễ ở ngoài đền, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hành hương. Tình trạng đốt vàng mã tràn lan vẫn xảy ra. Nhiều khách hành hương ý thức kém, xả rác tại chỗ nên nhiều khu vực ở đền vẫn tràn ngập rác thải. Một thân cây ở giữa sân đền Bà Chúa Kho được gắn một biển cấm khá rõ ràng, nhưng không nhiều người quan tâm. Thùng rác thì quá sạch sẽ, trong khi dòng người lại nườm nượp đi lại trên rác thải. Nói chung là đông đúc và hơi bị chật chội, mà tắc đường thì nhiều, tai nạn cũng nhiều.
Thế nhưng mà thôi thì đúng là tâm linh của mọi người thì ai ai cũng muốn hướng về đây để cầu được làm ăn phát tài. Vệ sinh môi trường thì nói chung là vì quá đông nên là vệ sinh cũng chẳng ổn định được nên là cũng bẩn, nói thật là như thế. Bẩn từ nhà để xe bẩn vào thì đã thấy là nó có những cái mùi rất là khó chịu rồi, đi từ nhà để xe để vào đã thấy như thế. Trục đường chính dẫn vào đền luôn trong tình trạng quá tải. Dọc hai bên đường là hàng chục quán hàng bán đồ lễ, viết sớ, sắp lễ. Lực lượng an ninh được huy động tối đa trong những ngày này. Dòng người cứ nối đuôi nhau vào đền dâng lễ. Dù ban quản lý đền Bà Chúa Kho đã sắp xếp nhiều nơi đặt lễ ở ngoài, nhưng vẫn không đáp ứng được đủ nhu cầu của khách hành hương. Lượng khách đổ về ngày một đông khiến lượng rác thải xả ra nhiều hơn. Công nhân vệ sinh dù có quét dọn liên tục nhưng cũng không xuể. Cái vệ sinh môi trường là chúng tôi thường năm nay bổ sung thêm các cái vị trí, các cái hòm, thùng đựng rác. Và có người là nhặt rác là suốt từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Sau đó có lực lượng là chuyên chở cho công ty môi trường để chuyên chở đi. Và cái khuyến cáo đối với những khách về lễ đền là phải tuân thủ và chấp hành cái vệ sinh môi trường ở các cái vị trí, không nên xả rác hoa cũng như rác bừa bãi ở khu vực bàn. Diện tích đền nhỏ nhưng lượng người đến xin lộc lại đông nên xảy ra tình trạng chen lấn để dâng lễ vào đền. Sau khi cùng lễ, du khách sẽ hóa vàng đồ lễ để đặt cọc với Bà Chúa. Hương khói nghi ngút khiến không gian vốn đông đúc lại càng ngột ngạt, đặc quánh. Dù đã có tấm biển nhắc nhở mọi người hạn chế hóa vàng, song ai cũng cố chen chân để mong cho một năm tài lộc. Hàng năm cứ vào ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch, rất nhiều người đến lễ hội khai ấn đền Trần tại thành phố Nam Định để cầu may và xin ấn với một niềm tin là ấn sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho một năm mới. Tuy nhiên năm nay, ban tổ chức lễ hội đền Trần Nam Định sẽ tổ chức phát ấn sớm hơn mọi năm để tránh tình trạng người dân chen lấn xô đẩy như mọi năm. Chỉ còn vài ngày nữa mới đến ngày khai ấn chính thức tại lễ hội đền Trần. Tuy nhiên là do là ngày cuối tuần cũng cộng thêm với lý do là thời tiết khá là thuận lợi và khô ráo nên du khách thập phương đổ về đây ngày một đông hơn. Theo ghi nhận của chúng tôi thì có thể thấy là năm nay người dân tranh thủ dịp cuối tuần để đi du xuân cũng như là đi cầu may dâng lễ lên đền Trần và họ không còn đợi đến giờ thiêng khai ấn mới đến đây nữa nhằm tránh tình trạng chen chúc, xô đẩy và cướp ấn như những năm trước. Mình chọn ngày này đi trước ngày khai ấn bởi vì là sợ đến ngày đó thì lượng người về viếng tại đền Trần đông nên là mình muốn đến trước để xin Đức Thánh Trần phù hộ cho một năm được trọn vẹn. Mà năm nay thì thấy các anh trật tự quán triệt về vấn đề xe cộ không được vào khu vực lân gần của đền nên là người đi vào để vừa vãn cảnh của quanh đền và vào làm lễ cũng là rất tốt. Năm nào thì tôi đi cũng khoảng độ gần chục lần. Năm nay tôi đến đây thì tôi thấy cũng đông người nhưng mà không như mọi năm là chen lấn rồi là cái không khí của nó cũng được thoáng đãng hơn và cảm thấy là đi nó cũng thanh thản hơn được như mọi năm. Mọi cái công tác được chuẩn bị cũng tốt hơn và người đi lại thì có trật tự hơn và cảm thấy văn hóa hơn. Mọi năm thì mình thường là đi vào cái ngày đêm khai ấn nhưng mà năm nay mình đi sớm hơn một chút. Những năm đấy là mình đi là rất là đông và năm nay mình muốn đổi mới hơn một chút, như là đi buổi sớm hơn để mình được thư giãn và được chiêm ngưỡng những cái gì mình muốn tìm hiểu. Năm nay, ban tổ chức lễ hội sẽ phát hành số ấn cơ bản đáp ứng nguyện vọng của du khách thập phương và sẽ phát ấn đền Trần đến hết tháng Giêng âm lịch. Cũng theo ban tổ chức, lễ hội đền Trần Nam Định sẽ tiến hành phát ấn từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng, sớm hơn nửa tiếng so với năm trước. Tình hình phát ấn thì năm nay cũng như mọi năm là chúng tôi tổ chức 4 cái địa điểm phát ấn tại 3 nhà giải vũ, đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và đền Trung Hoa, nhà trưng bày truyền thống đền Trung Hoa, 4 địa điểm rất là rộng rãi
Thế và năm nay thì phát ấn là từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch để giải tỏa các bà con du khách mà thường trực qua đêm tại khu vực đền Trần, để làm sao đến 6-7 giờ là các du khách ở các địa phương rồi là ở khu vực nội đô đến nhận lộc ấn được thuận tiện hơn. Thế và công tác phân luồng thì đã được đảm bảo chặt chẽ hơn, quán triệt các lực lượng chặt chẽ hơn. Thế và công tác chuẩn bị ấn thì năm nay rất là chu đáo, cho nên là chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa tại chỗ cũng như là khu vực xung quanh di tích để bà con vào nhận lộc ấn một cách tuần tự. Và cái lượng ấn là chuẩn bị hết sức chu đáo so với tất cả các năm trước đây, cho nên lượng ấn sẽ đủ phát cho tất cả du khách có nhu cầu đến nhận lộc ấn tại đền Trần là sẽ được nhận lộc ấn. Thì cũng chỉ mong bà con du khách và nhân dân về với lễ hội đền Trần làm sao xếp hàng tuần tự và nhận ở các cái vị trí theo quy định thì mọi người đều nhận được ấn. Rõ ràng một lễ hội ý nghĩa tốt đẹp ban đầu cần có sự hưởng ứng thay đổi của cả người dân và cơ quan quản lý. Thiếu một trong hai sẽ không thể có một mùa lễ hội văn minh, lịch sự và linh thiêng. Chùa Hương là một điểm đến thu hút rất nhiều du khách thập phương, đặc biệt là vào thời gian sau Tết Nguyên đán. Cũng như mọi năm, nhằm đảm bảo an toàn giao thông thủy tại khu vực Suối Yến, đại diện Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu các thuyền phải trang bị phao cứu sinh cá nhân cho du khách mới được tham gia hoạt động đón trả khách trên Suối Yến. Theo đó, các đơn vị chức năng đã xây dựng lịch chi tiết, phân bổ các thuyền đón chở khách hợp lý, vừa đảm bảo an toàn cho khách, vừa thực hiện công bằng giữa các hộ chèo đò. Các thuyền phải trang bị áo phao cứu sinh cá nhân cho du khách. Những trường hợp vi phạm sẽ không được vận chuyển khách và đưa về một điểm để quản lý. Trong suốt mùa lễ hội Chùa Hương, lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách đến Chùa Hương trên đường thủy. Được biết hiện nay có hơn 3.000 chiếc thuyền đã được cấp giấy phép hoạt động quanh khu vực Suối Yến và Chùa Hương. Đơn vị phối hợp với ban tổ chức lễ hội cũng như các lực lượng chức năng đã mở lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên đường thủy nội địa cho 900 lái đò. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này đạt mục tiêu chấm dứt việc sử dụng văn bản giấy trong việc xử lý các thủ tục hành chính kể từ ngày 1 tháng 4 tới đây. Thay vào đó thì việc xử lý thông tin sẽ được thực hiện trực tuyến qua hệ thống mạng của thành phố. Đến nay, thành phố Hà Nội đã hình thành được hệ thống mạng dùng chung đến 100% các xã, phường, thị trấn trên một nền tảng đồng bộ, thống nhất và sử dụng chung sẽ là cơ sở thuận lợi cho việc liên thông, trao đổi, chia sẻ dữ liệu để đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động điều hành. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tính đến cuối năm 2016, tỷ lệ hồ sơ được nộp trực tuyến qua mạng trên toàn thành phố, bao gồm cả hồ sơ công dân tự nộp tại nhà và công dân được hướng dẫn nộp trực tuyến khi đến làm thủ tục tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đạt trên 70%. Chuyên trang du lịch nổi tiếng CN Traveler vừa công bố danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng được bình chọn ở vị trí thứ 48 trong danh sách này. Theo CN Traveler thì vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh mang nhiều nét tương phản nhưng lại không hề đối lập nhau. Nhiều tòa nhà hiện đại mọc lên cạnh những công trình cổ kính, chứng kiến dòng chảy tưởng như bất tận của các phương tiện giao thông cuốn vào những con hẻm tấp nập. Tiêu chí để đưa ra danh sách này rất đa dạng, dựa trên nhiều yếu tố như nghệ thuật, kiến trúc cho đến cảnh quan, con người và lịch sử. Cùng với việc lọt top những thành phố đẹp nhất thế giới, thì trước đó thành phố Hồ Chí Minh cũng được hãng dịch vụ quản lý đầu tư JLL của Mỹ bình chọn ở vị trí thứ 2 trong số 10 thành phố năng động nhất thế giới. Đi đầu trong xu hướng trồng rau sạch theo phương pháp aquaponics và hydroponics tại thành phố Hồ Chí Minh, chàng đạo diễn Phạm Công Chính thay vì ở phim trường lại tất bật với vườn rau của mình. Trang trại có hơn 20 loại rau chịu lạnh, mặc dù thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh nóng quanh năm, đây được xem là một bài toán khó mà anh đã giải trong hành trình trồng rau sạch của mình. Là một đạo diễn, thế nhưng anh Phạm Công Chính lại dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho trang trại rau sạch của mình. Đây là loại cà chua Hà Lan siêu sạch đang được anh trồng thử nghiệm bằng phương pháp aquaponics. Đặc trưng của phương pháp này là kết hợp giữa trồng rau và nuôi cá, không cần đất và không có bất cứ một loại phân hóa học nào. Ngoài ra, ít tốn nước hơn trồng rau kiểu bình thường, vì nước được xử lý liên tục nên lúc nào cũng sạch. Tưởng chừng chỉ mang tính chất giải trí,
Thế nhưng đàn cá coi này lại giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng cho giống cá phát triển khỏe mạnh. Cà chua mình đang trồng đó là cà chua Hà Lan, giống mình nhập từ Hà Lan về và hiện tại vẫn đang trồng trên mô hình aquaponics. Cái hồ cá coi đó là vừa nó làm đang làm hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ là thu hút khách các em thiếu nhi chơi đùa với các em, nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu nhất của mấy con cá đó là mình nó là trồng rau trên mô hình aquaponics, tức là mình dùng phân của con cá và mình xử lý phân và mình trồng cái loại rau. Cái loại rau đó mình được đặt cách nó là loại rau siêu sạch. Còn với những loại xà lách này, chúng cũng được trồng trên giá thể và trong nhà màng nhằm hạn chế tối đa sâu bệnh. Phần lớn rau trong trang trại là loại rau chịu lạnh. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh lại nắng nóng quanh năm. Thế nhưng hơn 20 loại xà lách trong trang trại của anh Chính vẫn xanh mướt nhờ phương pháp chăm sóc hydroponics và cách điều chỉnh nhiệt độ phù hợp. Thì như nhà màng thì nó cũng đã hạn chế được một hình thức sâu bệnh. Có gọi là vừa chống được mưa, rồi bên hông thì mình có lưới chống côn trùng. Thì đó là cũng một hình thức để mình tiến tới cái hình thức rau sạch của mình, là mình hạn chế được sâu bệnh thì mình sẽ không có phun xịt gì hết. Thì hệ thống quạt đây là gọi là quạt đối lưu, để mà mình đối lưu cái không khí ở trong nhà kính. Rồi hệ thống phun sương thì giữ cái độ ẩm, nó toàn là ở đây mình dùng chế độ tự động, là nó tự cảm biến cái nhiệt độ và cái độ ẩm, nó phun sương và nó bật quạt cho phù hợp với cái môi trường mình đang tạo cho một cái môi trường nó phù hợp để cho cái cây trồng mình nó phát triển. Tôi làm thì sáng vô chung rau, rồi bỏ hạt, rồi đem ra mình lên sườn. Lên sườn xong rồi cái là tự nó phun lên nó, rồi nó lớn rồi mình ra mình thu hoạch vô. Anh Chính cho biết mỗi ngày cung cấp 100kg rau cho các nhà hàng, nhân viên văn phòng. Với xà lách có giá 70.000 đồng 1kg, những loại khác dao động từ 60 đến 90.000 đồng 1kg. Thưa quý vị, ngày 14, ngày 15 tháng Giêng âm lịch tới mới là ngày lễ hội khai ấn đền Trần tại thành phố Nam Định diễn ra. Thế nhưng trước đó không chỉ tại đền Trần thành phố Nam Định mà còn tại rất nhiều những địa phương và lễ hội khác cũng có cái tục khai ấn. Và rất nhiều những hiện tượng này đã được các chuyên gia văn hóa gọi là dịch khai ấn. Một bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo Thanh Niên sáng ngày hôm nay. Bài viết này cho hay có rất nhiều lễ hội hiện nay có việc khai ấn, như là lễ hội phát ấn tại lễ khai bút khai ấn ở Quảng Ninh bắt đầu từ năm 2014, hay là vào ngày mùng 5 Tết, đền thờ Quang Trung tại Nghệ An cũng có phát ấn thiêng gây chen lấn xô đẩy. Và đây là lễ hội cho tới nay vẫn bị nhiều nhà nghiên cứu lên án vì việc bịa ra câu chuyện về một lá ấn có tác dụng thăng quan tiến chức. Vẫn tại Nam Định thì còn có đền Bảo Lộc cũng có lá ấn được coi là giúp thăng quan tiến chức, đặc biệt là việc phát ấn còn đi kèm với việc chui qua lỗ cửa nhỏ ở hậu cung theo kiểu vào luồn ra cúi. Và thời điểm ngày 13 tháng Giêng tại đền Linh Tứ ở Tràng Kênh, Hải Phòng cũng có việc phát ấn, và xa hẳn ra ngoài tháng Giêng tận đến mùa thu thì đền Côn Sơn Kiếp Bạc tại Hải Dương cũng có phát ấn. Và thậm chí là việc này còn được coi như là một hoạt động thu hút khách du lịch. Về sự lộn xộn và tranh cướp nhau xin ấn, tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Tôn giáo cho rằng đó thực sự là một sự nhảm nhí. Còn giáo sư Đỗ Quang Hưng, Nguyên Viện trưởng Viện Tôn giáo cho rằng chúng ta đang bị cái gọi là chạy theo dịch vụ tâm linh. Đó cũng cần thiết để an ủi người ta, nhưng không ý là lợi dụng điều đó. Rồi đến ấn đền Trần, sợ là sẽ loang ra khắp nơi trong xã hội. Trang tư của báo Giao thông ngày hôm nay đăng tải bài viết xuồng máy chở khách chui, cò làm giá ở Chùa Hương. Theo tìm hiểu của phóng viên thì ngay tại lễ hội có đăng công khai công văn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức chỉ đạo ban tổ chức lễ hội tuyệt đối không đưa đón khách bằng xuồng có gắn động cơ. Tuy nhiên không hiểu sao ở trên suối Yến, những chiếc xuồng máy vẫn len lỏi vào chở khách. Những ngày đầu xuân Đinh Dậu 2017, mỗi ngày có hàng vạn du khách tấp nập đổ về thắng cảnh Chùa Hương. Trên dòng suối Yến, nhiều đoạn sâu hơn từ 1 đến 3 mét, từ sáng sớm đến đêm đều tấp nập thuyền đò xuôi ngược. Không chỉ lộn xộn trong việc quản lý giá đi đò, lễ hội nổi tiếng này còn gây bất an, đe dọa tính mạng của du khách, nhất là người già, phụ nữ, trẻ em, bởi tình trạng đò chở quá tải,
phương tiện không có chứng nhận đăng kiểm và hầu hết đều thiếu thiết bị cứu sinh. Dễ dàng bắt gặp ngay từ khu vực bến xuất phát và dọc trên suối Yến là những chiếc đò chèo tay làm bằng tôn và vải thanh giằng ngang, chở trên dưới 30 khách, trong khi loa phát thanh ngay tại khu vực đầu vào suối Yến đều đặn lặp lại thông báo phương tiện loại nhỏ chỉ được chở tối đa là 6 người, còn loại lớn là 12 người. Hầu hết các phương tiện này chỉ trang bị qua loa 1 đến 2 dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Dù vậy thì các đò khi rời bến không hề có sự kiểm soát hay kiểm tra xử lý nào của lực lượng chức năng. Vào những ngày Tết, đi xe khách để trở về quê ăn Tết bị chặt chém với mức giá tăng cao là câu chuyện không còn mới lạ. Thế nhưng nếu như mà đi xe buýt mà cũng bị chặt chém thì đây thực sự là một câu chuyện đáng phải lên án. Và câu chuyện đó đã được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ vào sáng ngày hôm nay. Bài viết này cho hay vào những ngày Tết vừa qua, hành khách đi di chuyển trên tuyến xe buýt số 601 thuộc bến xe miền Tây, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, bến xe Biên Hòa, Đồng Nai đã bị một số nhà xe chặt chém. Cụ thể là mức giá trung bình của vé xe là 24.000 đồng nhưng đã bị đẩy lên tới mức 40.000 đồng. Và trước đó thì trong các ngày 29, mùng 2 Tết, phóng viên cũng đã ghi nhận được rất nhiều xe buýt, ví dụ như mang biển số 53N5647 hay 53N4103 đã liên tục thu tiền với giá là 30.000 đồng đến 40.000 đồng một khách và có khi đưa vé và có khi không. Ông Nguyễn Văn Lèo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Sichenco khẳng định là đơn vị này sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không thể dung túng các hành động gây ảnh hưởng tới hình ảnh xe buýt. Theo Sichenco, sau khi nắm thông tin sơ bộ thì công ty đã làm việc với một số nhà xe bị phản ánh và một số đã thừa nhận vi phạm, số khác thì yêu cầu đối chất. Riêng với nhà xe nghi vấn in chồng giá vé với mệnh giá là tới 400.000 đồng và thu 40.000 đồng đã bị tạm đình chỉ để chờ kết luận. Cánh cửa của các casino đã mở cho người Việt, nhưng với một loạt những điều kiện tiêu chí khắt khe được đặt ra thì sẽ không có nhiều người Việt có thể bước chân vào. Mở cửa người Việt vẫn không dễ vào casino là nhân đề bài viết của phóng viên Anh Vũ trên trang 3 của báo Thanh Niên. Việc hạn chế người chơi trong giai đoạn thí điểm theo các chuyên gia là cần thiết, nhưng tiêu chí đưa ra thiếu rõ ràng, khó xác định. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cho rằng, hiện nay nhiều sòng bạc trên thế giới phát hành thẻ hội viên, quy định mức đóng tiền cọc hàng tháng như câu lạc bộ golf. Còn với Việt Nam, đưa ra mức thu nhập thường xuyên là 10 triệu đồng một tháng sẽ rất khó để xác minh. Ông Hải đặt câu hỏi, đối với những người làm công ăn lương thì dễ, nhưng với người buôn bán kinh doanh tự do thì xác minh như thế nào để được vào chơi? Họ cần phải cung cấp những giấy tờ gì? Với hạn mức chơi 1 triệu đồng trong 24 giờ liên tục cũng chưa thỏa mãn nhu cầu đa dạng của người chơi. Một doanh nhân trẻ ở tại Hà Nội cho biết có rất nhiều người thu nhập cao muốn được vào sòng bạc để chơi. Vừa giải trí, vừa thử vận may, mức chơi thấp quá sẽ không thu hút được đối tượng này. Như vậy mục tiêu thu thuế tăng nguồn thu ngân sách qua hoạt động kinh doanh casino là không đạt được. Theo Nghị định 06 được ban hành năm 2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, thì người Việt được đặt cược 3 hình thức này, dù ủng hộ việc mở cửa cho người Việt chơi cá cược thể thao, thế nhưng rất nhiều luật sư đều đưa ra ý kiến lo ngại về một số điểm chưa rõ ràng. Bài viết được đăng tải trên báo Tiền Phong vào sáng hôm nay. Trao đổi với Tiền Phong, luật sư Trương Thanh Đức, chủ tịch công ty luật Basico cho biết, hiện cá độ về đua chó, đua ngựa đã được thí điểm ở vài nơi như là đua chó ở Bà Rịa Vũng Tàu. Do vậy thì theo ông Đức, việc quản lý với cá cược thể thao sẽ không quá phức tạp, dù mỗi trận đấu có thể có hàng vạn người chơi, nhưng mức đặt cược tối đa chỉ 1 triệu đồng một hình thức cược là không lớn, không quá kích thích tâm lý ăn thua. Vị luật sư này cho rằng là cần có quy định công khai danh sách những người chơi casino cá độ thể thao thường xuyên và chơi với số tiền lớn để người thân xã hội giám sát. Còn luật sư Bùi Đình Ứng thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho hay, ông ủng hộ việc cho phép người Việt chơi cá cược thể thao, quan trọng là phải quản lý được người chơi và đơn vị cung cấp dịch vụ. Chẳng hạn quy định mức tối đa cho một lần chơi một hình thức cá cược không quá 1 triệu đồng. Và nếu như người chơi vượt quá hạn mức này có bị coi là phạm tội đánh bạc hay không? Hay luật sư Trương Thanh Đức cho rằng là lâu nay thì bóng đá Việt Nam không ít tiêu cực thiếu vô tư nên chỉ thí điểm đặt cược với bóng đá quốc tế sẽ đảm bảo tính khách quan. Tương lai có thể sẽ mở ra cả nước nhưng đang thí điểm thì nên mở dần. Và tiếp theo từ tranh cướp lộc, chen nhau mua vàng đến lễ thất cổ châu. Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay sẽ bàn về chuyện vì sao các lễ hội văn hóa tín ngưỡng đang ngày càng biến tướng một cách thái quá.
Thủ đô của Ba Lan chìm trong khói mù dày đặc và ô nhiễm không khí đáng báo động do người dân đốt than và củi để sưởi ấm. Phát minh mới từ nhà khoa học Mỹ, một loại kính hiển vi được làm bằng giấy có thể gập gọn nhưng có thể chẩn đoán được sốt rét. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, mọi người đều biết, lễ hội như một sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa linh thiêng, tưng bừng, náo nức mà không kém phần trang trọng. Và lễ hội trở thành nơi mà các tầng lớp nhân dân được trở về cội nguồn lịch sử hào hùng của dân tộc, cúng tổ tiên với mong cầu hạnh phúc và những điều tốt đẹp. Và đây cũng là nơi mà mọi người được vui chơi, giải trí, bù đắp về tinh thần tâm linh. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, từ thực trạng của hoạt động của một số lễ hội, dường như ý nghĩa thiêng liêng đó bị suy giảm khá nhiều phần, không ít hiện tượng được cho là tiêu cực, biến tướng trong không ít lễ hội đầu xuân. Và mặc dù sau khi thông tư 15 về quy định tổ chức lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành năm 2015 đã có hiệu lực từ lâu, trong đó thì có rất nhiều quy định về yêu cầu nội dung lễ hội, nhưng những cảnh tượng như vậy đã và vẫn đang diễn ra. Và có vẻ như cho đến giờ thì chúng ta vẫn chưa tìm được con đường chân xác nhất để ứng xử với lễ hội và tín ngưỡng văn hóa. Cảnh hỗn loạn này xảy ra tại lễ hội đền gióng sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Hàng trăm thanh niên lao vào tranh cướp hoa tre, trầu cau, cầu may. Đây là một vật mang tính biểu trưng, tượng trưng cho cây gậy tre của thánh gióng đánh giặc khi xưa. Nhiều người cho rằng đây là tục lệ của lễ hội để lấy may mắn cho cả năm, nên dù phải đánh nhau để tranh cướp lộc, nhiều người vẫn rất vui. Hàng trăm thanh niên hò hét, băng tường lao vào cướp lộc, bất chấp lực lượng công an, an ninh được ban tổ chức lễ hội bố trí dày đặc. Chùa Yên Tử, chùa Bái Đính chưa đến hội nhưng những tờ tiền được coi là lộc thánh đã rơi vãi khắp nơi. Hàng vạn người chen nhau đi lễ đền Trần. Bên trong đền Trần, người người chen chúc xô đẩy nhau để làm lễ. Khay lễ thì đủ đầy, nào xôi, thịt, giò, tiền, hương, vàng mã. Còn đây là hình ảnh con trâu bị treo cổ trên cây cho đến chết tại một lễ hội được cho là ở khu vực đền Đông Cuông, ở xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiều. Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão bất kỳ của đầu năm mới, người dân phải đem đến đền Đông Cuông một con trâu trắng. Tiếp đó họ dùng những sợi dây thừng dài buộc cổ trâu cột vào một cành cây to. Đến khi khai hội, cả làng từ già đến trẻ xúm lại, kéo sợi dây thừng treo cổ trâu lơ lửng trên cây, cho đến khi trâu chết hẳn mới chặt dây thả xuống. Theo ông Lê Xuân Định, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái, thì hình ảnh được chia sẻ trên mạng gần đây là hình ảnh cũ của năm ngoái. Năm nay lễ hội này chưa diễn ra vì theo thông lệ, lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng. Tuy nhiên ông này xác nhận tại địa phương mình có lễ hội với mô tả như trên và bày tỏ quan điểm việc treo trâu và mổ trâu tế lễ ở đây được coi là bình thường. Vâng, và xin được giới thiệu đang có mặt ở trong trường quay của Cuộc Sống 24 giờ buổi sáng ngày hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Bá Nam, nguyên là chủ nhiệm Bộ môn Nhân học, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam. Và xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nam đã có mặt trong trường quay của chúng tôi buổi sáng ngày hôm nay. Là một nhà nghiên cứu chuyên sâu thì có lẽ ông cũng đã quá quen thuộc với những hình ảnh như vừa rồi. Tuy nhiên là trong buổi sáng ngày hôm nay, một lần nữa được chứng kiến lại những cảnh tượng vừa rồi thì ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình. Trước hết thì có thể nói là những cái hình ảnh chúng ta vừa xem nó là một hiện thực của hệ thống lễ hội hiện nay ở Việt Nam. Và đây là những hình ảnh đáng buồn. Xét về mặt văn hóa lễ hội, xét về mặt ứng xử của con người đối với cái môi trường sống. Có thể nói là cái lễ hội trong những năm gần đây nó bắt đầu được phục dựng lại hay là hồi sinh trở lại, nhưng mà hồi sinh một cách thái quá. Và khi mà xem những hình ảnh phản cảm này đấy, thì chúng ta rất là đau xót trước quá trình hội nhập và phát triển hiện nay. Cái này gắn liền với quá trình hội nhập ấy, rõ ràng là đang có rất nhiều vấn đề đang đặt ra xung quanh vấn đề lễ hội này. Vâng. Vậy thì chúng ta có thể đi tìm một chút nguyên nhân vì đâu lại xảy ra cái tình trạng như vậy. Liệu rằng có phải là chúng ta đang hiểu biết quá mù mờ về các lễ hội, dẫn đến một thực trạng là cứ vào đầu năm
thì các báo chí, các phương tiện truyền thông lại phải rầm rộ đưa tin về những biến tướng của lễ hội như vậy. Từ góc độ của một nhà làm nghiên cứu thì ông đánh giá như thế nào về nguyên nhân của hiện tượng này? Có thể nói là lễ hội của ta mọc như hoa mùa xuân, nở như hoa mùa xuân. Nhưng tôi có cảm giác hình như nó nở rộ một cách tự phát. Cái tính tự phát nó biểu hiện một cách khổng lồ trong các cái lễ hội mùa xuân ở Việt Nam. Điều này có mấy cái yêu cầu đặt ra. Một ấy là cái nhận thức của chúng ta về lễ hội ngày hôm nay, chúng ta để cho nó tự phát quá đà. Tôi gọi cái tính tự phát quá đà, nó làm cho biến tướng các cái lễ hội. Thứ hai đấy, cái lễ hội người ta hướng tới sự vui chơi, giải trí và thỏa mãn các nhu cầu về mặt tâm linh. Nhưng mà các lễ hội ở Việt Nam hiện nay và trong cái thời điểm này này thì tôi thấy nó bị biến tướng hoàn toàn. Tất nhiên là không phải là tất cả, nhưng mà tính biến tướng của lễ hội này đấy đã gây nên những bức xúc đối với công luận. Điều này không phải đến năm nay đâu, mà trong những năm gần đây. Trong những năm gần đây thì điều này nó xảy ra có thể nói là rất phổ biến khắp nơi. Và điều này đấy, nó gắn liền với trách nhiệm của cả cái hệ thống chính trị của chúng ta. Không phải chỉ riêng ngành văn hóa thể thao và du lịch đâu, mà cái này nó gắn liền với trách nhiệm của cả cái hệ thống chính trị của chúng ta. Đã đến lúc cả hệ thống này phải vào cuộc. Vào cuộc trên hai điều. Một ấy là nhận thức cho nó đúng cái chân xác của lễ hội, cái giá trị lịch sử văn hóa của lễ hội. Không phải tất cả mọi cái thứ, cái yếu tố của lễ hội truyền thống đều được phục dựng. Theo tôi thì không đúng. Chúng ta chỉ phục dựng lại những yếu tố cốt lõi có các cái giá trị lịch sử văn hóa, chứ không phải tất cả mọi thứ chúng ta đều phục dựng. Nhiều cái phải đặt trong cái nhu cầu hội nhập và phát triển ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta đang nằm trong một cái thế giới phẳng, thế giới của hội nhập, thì cái lễ hội của chúng ta cũng phải hướng tới những cái giá trị mang tính đích thực đó. Vâng, nói về lễ hội thì có một khái niệm mà rất nhiều người hiện nay đang phải băn khoăn phân vân khi nghĩ về các lễ hội, các phong tục của chúng ta, đó là liệu rằng đó là phong tục hay là hủ tục. Và Phó Sư nghĩ sao khi mà nhiều người cho rằng là hiện nay thì có rất nhiều những lễ hội, những phong tục văn hóa xưa đang được nhìn nhận dưới góc nhìn là những hủ tục? Ta là một nước văn hiến, cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam bao gồm nhiều thành phần tộc người, đa dạng về văn hóa. Và có thể nói là trong kho tàng văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam thì các hệ giá trị là rất phong phú, rất đa dạng. Hủ tục có không? Có. Nhưng không phải tất cả. Cái hệ giá trị mới là chính. Nhưng mà vấn đề ngày hôm nay ấy, chúng ta cần phải chỉ ra được là thế nào là các cái hệ giá trị trong cái hệ thống lễ hội, trong hệ thống phong tục và tập quán. Đồng thời cũng chỉ ra được rằng là những cái thứ nào đang cản trở trong cái quá trình phát triển hiện nay. Khi mà tính ra được các yếu tố như vậy thì chúng ta mới định hướng trong cái sự phát triển về mặt văn hóa, định hướng trong phát triển về mặt lễ hội và phong tục tập quán. Ở đây cần phải phân biệt là có những cái mang tính lỗi thời trong quá trình vận động và phát triển hiện nay. Một số hình ảnh mà chúng ta nhìn ở đây này, nó đã từng xuất hiện trong lịch sử chứ không phải không có. Có những cái 100 năm trước thì phù hợp, đặt trong bối cảnh ngày hôm nay là không phù hợp. Và điều đó cần phải có cái định hướng để mà thay đổi phù hợp với cái xu hướng vận động và phát triển của cái thế giới hiện nay. Thưa ông, tôi thấy rằng là có rất là nhiều những cái lễ hội hiện nay có những cái việc thực hành đang gây ra những cái sự tranh cãi cho nhiều người. Ví dụ như người dân địa phương đó thì họ bảo rằng đây là một nét đẹp văn hóa. Thế nhưng mà những người dân ở nơi khác khi nhìn vào thì nói rằng đây là một cái hành vi rất là dã man, cần phải loại bỏ đi. Có những cái điều nó không còn đẹp nữa. Dường như ở đây có một cái gọi, có thể gọi là một cái gọi là thuyết tương đối về văn hóa. Ông nghĩ sao về cái sự tranh cãi này? Xung quanh cái câu chuyện thuyết tương đối về văn hóa, thuyết tương đối văn hóa về mặt lý thuyết rất phức tạp lắm. Nhưng mà về mặt đại thể, cái hạt nhân của nó đấy là tính đa dạng văn hóa. Cái tính đa dạng văn hóa ngày hôm nay được cả thế giới công nhận. Cái này là tuyên bố của UNESCO đấy, về đa dạng văn hóa. Cái đa dạng văn hóa là chuyện đương nhiên. Và chúng ta ấy cũng thực hành và xử lý theo cái cách nhìn đa dạng văn hóa. Đa dạng văn hóa để mà biết tôn trọng người khác, tôn trọng văn hóa của cộng đồng các dân tộc khác. Tuy vậy, ngày hôm nay đấy, thì rất nhiều đặc trưng văn hóa nó xảy ra hai khuynh hướng. Một đấy là khuynh hướng là phải bảo tồn bằng được, phải giữ bằng được, và cho rằng đấy là cái riêng, là cái cốt lõi của từng cái cộng đồng một. Cái thứ hai thì lại có một cái quan điểm thứ hai ấy, là phải đổi mới, phải thay đổi
trong cái sự vận động ngày hôm nay, tôi cho rằng là cả hai cách nhìn này đều là cách nhìn cực đoan, hoàn toàn không đúng. Ở đây đấy, cần phải nhìn cái tương đối văn hóa hay là cái đa dạng văn hóa là gắn liền với các hệ giá trị. Và tôi xin nói ngay rằng là khi mà ta nói đến cái đa dạng văn hóa thì nó tồn tại trong từng cái cộng đồng. Riêng cái lễ hội của ta ngày hôm nay thì có thể nói như thế này. Rất nhiều lễ hội ngày xưa đó là một cái lễ hội làng, người ta làm để giải quyết các cái nhu cầu tâm linh trong một cộng đồng nhỏ hẹp. Ngày hôm nay chúng ta đang thị trường hóa và thương mại hóa, ta đẩy ra một cách quá cỡ đó. Chính cái điều này đấy, điều này đấy, để giải quyết một cái nhu cầu ở một số địa phương, đấy là giải quyết các vấn đề kinh tế. Và tôi cho rằng trong trường hợp này không thể giải quyết kinh tế bằng mọi giá như thế này được. Đây là một cách nhìn không đúng đối với cả cái yếu tố thành tố văn hóa của lễ hội hiện nay. Vâng, vậy còn xét về mục đích, về tâm thế của những người đến với các đền chùa, đến với các lễ hội thì rất nhiều người chỉ chăm chăm là để cầu thăng quan tiến chức hay là cầu tài lộc. Có rất nhiều người cho rằng là một phần là bởi vì cái tâm lý hối lộ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của rất nhiều người. Họ nghĩ rằng là có thể dùng tiền để mua quan bán chức thì cũng có thể dùng tiền để mua thánh bán thần được. Câu chuyện tâm linh ngày hôm nay nó đa dạng, nó phức tạp hơn rất nhiều. Ở Việt Nam ấy, có thể nói là nó thể hiện ở trong mọi tầng lớp kia. Kể cả tầng lớp quản lý, lãnh đạo cho đến dân thường. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đang hiểu về tín ngưỡng tâm linh một cách nó không đầy đủ. Tôi cho rằng là cái này đấy, nó liên quan tới các cái hệ giá trị về mặt đạo đức nữa kia. Ở ta đấy, có lẽ nói rằng là nó do tại cái tư tưởng hối lộ rồi tham nhũng nó tạo nên. Đấy chỉ là một thôi. Những cái căn cốt của nó lại nằm ở chỗ khác. Căn cốt của nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái cách nhìn về mặt thế giới của chúng ta, về cuộc sống đương đại của chúng ta, về khát vọng của chúng ta như thế nào, cái con đường đi lên của chúng ta đến đâu, mỗi cá nhân có trách nhiệm trước cộng đồng đến đâu. Ở đây ta lại bắt đầu quay trở lại một cái rằng là cái cá nhân bắt đầu thu vén cho riêng mình, thu vén cho riêng mình, cho nên ấy, nó làm hỏng đi các cái yếu tố về mặt phong tục, về mặt lễ hội, về mặt tâm linh. Tôi ví dụ người ta đến chùa, đến chùa để người ta tĩnh tại trở lại chính bản thân con người. Đầu xuân tôi cũng có đến chùa, đến chùa để tĩnh tại chính mình, chứ không phải đến để mà cầu lộc, không phải là để cầu thăng quan tiến chức. Tôi thấy rất lạ ở Việt Nam ngày hôm nay, mà cái này ấy, thăng quan tiến chức chủ yếu là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thôi, chứ dân thường làm sao đi thăng quan tiến chức ở chỗ này. Và cái này ấy, hình như là nó thành cái domino, thành một cái chuỗi, và nó lan truyền một cách khủng khiếp ở trong cái cộng đồng quốc gia hiện nay. Và tôi cho rằng đây là một trong những cái biến tướng đáng lưu ý, là một trong những cái trở ngại trong cái sự phát triển hiện nay. Và rõ ràng ấy, là trong cái vận động xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng tư cách con người Việt Nam của thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa, và cả công cuộc chỉnh đốn đảng nữa ấy, cũng cần phải lưu ý vấn đề này. Vâng, nhân tiện là phó giáo sư có nói về vấn đề là nó giống như là một hiệu ứng domino, thì chúng ta cũng bàn thêm một chút về vấn đề là có rất nhiều người đi lễ, đi đền, đi chùa là theo tâm lý đám đông. Họ đi, mọi người đi cầu xin thì mình cũng đi cầu xin giống như vậy. Và cái sự thái quá của đám đông này cũng góp phần vào việc làm cho tín ngưỡng văn hóa bị biến dạng. Ông có nghĩ như vậy hay không? Đúng thế. Thực ra thì là rất nhiều người đi đền, đi chùa. Tôi cho đấy là một cái nhu cầu tự thân thôi. Chỉ có điều, người ta đến đấy làm gì? Nhu cầu đó là cái gì? Nó xuất phát từ cái nhu cầu nội tại trong bản thân con người đến đâu? Cái nhu cầu đó nó có thể được thỏa mãn đến đâu? Và đặc biệt ấy, là cái mục đích của nó. Tôi xin nói thật là rất nhiều người đến đình, đến chùa, đến các di tích lịch sử văn hóa và không hiểu gì hết. Cái đấy là một cái thứ đáng tai hại. Cái đấy nó liên quan đến cái hệ thống tuyên truyền của chúng ta. Cái định hướng về mặt tuyên truyền ấy, để mà tạo nên một cái nhận thức chung của ta, tôi cho là chỗ này nó còn có những cái hạn chế. Và tất nhiên là cái việc này không phải làm một ngày một ngày hai được, nó là một cái quá trình về lâu dài, nhưng mà nó đòi hỏi phải có những cái định hướng cho nó rõ. Khi đến đình, đến chùa, người ta có những cái phản ứng, có những cái hành xử, tôi cho là hành xử không biết nên gọi như thế nào cho nó đúng, nhưng mà nó thiếu một cái hành xử có tính văn hóa của con người, tính bên trong của con người, và nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc chúng ta. Tôi thấy rất nhiều người đi chùa, người giống như là đi đến một cái chỗ đi chơi,
không? Đến chùa có thể nó thỏa mãn được nhu cầu giải trí vui chơi và đồng thời nó giải quyết được cái nhu cầu nội tại của từng cá nhân. Cái điều đó nó rất quan trọng và rõ ràng là nó thiếu một cái định hướng trong trường hợp này. Vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa quý vị, mỗi một tục lệ đều có bối cảnh ra đời và giá trị ý nghĩa ẩn chứa đằng sau nó. Mất đi giá trị, phong tục chỉ còn là một thói quen. Những thói quen xấu thì nên sửa. Chúng ta không áp đặt, nhưng con người trên hết cần phải sống bao dung và cả cái đầu tỉnh táo, dù cho là với đời sống văn hóa tâm linh hay là bất cứ chuyện gì. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Bá Nam đã có những chia sẻ rất sâu sắc cùng với khán giả của chương trình. Thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện buổi sáng, còn bây giờ là những thông tin sự kiện đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 2. Sau hơn một tháng phục vụ miễn phí từ ngày hôm nay, hành khách đi xe buýt nhanh sẽ phải trả vé 7.000 đồng trên một lượt. Hành khách có nhu cầu mua vé tháng có thể đăng ký tại tất cả các điểm nhà chờ và hai bến xe Kim Mã Yên Nghĩa. Giá vé tháng buýt nhanh bằng với giá vé tháng buýt thường 100.000 đồng trên một tháng. Người đã mua vé tháng buýt thường có thể sử dụng cho buýt nhanh. Tuy nhiên, hành khách mua vé tháng dành riêng cho buýt nhanh không sử dụng được cho các xe buýt khách. Bắt đầu từ ngày hôm nay tới hết ngày 9 tháng 4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế sẽ diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2017 với chủ đề Hà Nội điểm đến du lịch Việt Nam. Dự kiến sẽ có trên 45.000 vé máy bay giá rẻ và các tour chọn gói giảm giá đặc biệt sẽ được chào bán ra dịp này. Các đơn vị lữ hành sẽ tung ra các gói tour giảm giá tới 20-30%. Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội 2017 hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường giao lưu, hợp tác phát triển thị trường. Hôm nay là ngày vía thần tài mùng 10 tháng 1 âm lịch, giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh. Theo các chuyên gia, lượng khách mua vàng ngày thần tài năm nay được dự báo sẽ tăng mạnh so với năm trước. Trước ngày vía thần tài, giá vàng chứng kiến phiên tăng giá mạnh nhất vào ngày 2 tháng 2 khi bứt phá ngoạn mục lên sát mốc 38 triệu đồng trên một lượng chiều bán ra. Đón mừng năm mới Đinh Dậu 2017, hàng loạt triển lãm nghệ thuật lấy cảm hứng từ hình ảnh gà ra mắt công chúng. Và ngày hôm nay sẽ bế mạc triển lãm Cây Ke do họa sĩ Hà Hoàng với màu sắc tươi vui, khỏe khoắn. Cây Ke tập hợp những hình ảnh về gà trong sắc xuân phơi phới, dáng điệu uyển chuyển, linh hoạt và không kém phần oai phong. Thưa quý vị, hiện tượng rét đậm không có gió kết hợp với khói từ việc người dân đốt than và củi để sưởi ấm đã khiến cho rất nhiều khu vực tại thủ đô của Ba Lan chìm trong lớp khói mù dày đặc và ô nhiễm không khí đáng báo động. Và tình trạng này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, khiến cho nhiều người đã gặp phải các vấn đề về hô hấp do không khí bị ô nhiễm nặng. Đây là hình ảnh được ghi lại vào ban ngày ở thủ đô Warsawa, Ba Lan. Khói mù dày đặc bao phủ khắp mọi nơi. Thời tiết lạnh giá khiến người dân đốt than và củi sưởi ấm chính là nguyên nhân chính khiến thành phố chìm trong màn khói mù mịt. Do đó, các cơ quan chức năng đã cảnh báo tới người già và trẻ em tránh các hoạt động thể chất ngoài trời, đặc biệt đối với người đang gặp phải các vấn đề về hô hấp do không khí bị ô nhiễm nặng. Tôi đã bị dị ứng sau khi đi ra ngoài. Tiếp xúc với không khí ô nhiễm và khói mù khiến tôi bị ho và đau đầu trong suốt cả ngày. Một bệnh viện ở Warsawa cũng cho biết, trong những ngày gần đây, họ đã tiếp nhận gấp đôi số bệnh nhân mắc phải các triệu chứng hô hấp so với thời điểm trước đó. Khói mù ô nhiễm có thể gây ra các triệu chứng về đường hô hấp và thậm chí có thể dẫn tới các trường hợp tử vong ở trẻ em. Hiện quốc gia này đang xem xét các biện pháp cấm sử dụng các loại than đốt chất lượng thấp. Đây được coi là một biện pháp quan trọng để hạn chế ô nhiễm môi trường, song ước tính sẽ rất tốn kém do than đá hiện đang được sử dụng để cung cấp nhiệt cho 72% các hộ gia đình tại Ba Lan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, riêng năm 2012 có gần 207 triệu trường hợp bị sốt rét trên toàn cầu, trong đó 627.000 ca được xác nhận tử vong. Điều không may là căn bệnh này xuất hiện chủ yếu tại các quốc gia đang phát triển, nơi có thể thiếu thốn trang thiết bị để chẩn đoán. Các bác sĩ sẽ không thể xác định loại sốt rét nào bệnh nhân đang mắc phải, do đó dẫn đến phương pháp điều trị không hiệu quả. Và mới đây thì một phó giáo sư kỹ thuật sinh học tại trường Y thuộc Đại học Stanford của Mỹ hy vọng có thể thay đổi điều này bằng việc sử dụng một loại kính hiển vi được làm bằng giấy có thể gập gọn và chẩn đoán sốt rét. Có tên gọi Foldscope, thiết bị có thể được lắp ghép ngay tại chỗ chỉ trong vòng vài phút từ một bộ các thành phần được cắt sẵn bằng giấy. Thiết bị được làm chủ yếu từ giấy cardstock. Việc sử dụng thiết bị cũng khá đơn giản. Theo đó, một mẫu thử máu sẽ được đặt trên một đĩa kính và lắp vào giữa các lớp giấy của kính hiển vi.
Người dùng dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt hai đầu thiết bị và đưa lên mắt đủ gần, đến khi kính chạm vào lông mày. Do đặc tính quang học độc đáo của gương cầu lồi thì được đặt gần mắt, các mẫu thử có thể được phóng đại đến 2.000 lần. Không chỉ rẻ và dễ dùng, Foldscope cũng khá bền và có thể dễ dàng được thải bỏ cùng với các mẫu thử sau một lần sử dụng. Bên cạnh khả năng trợ giúp các bác sĩ chẩn đoán các chứng bệnh đường máu như sốt rét, các nhà khoa học cũng hy vọng thiết bị sẽ được khai thác theo các chương trình giáo dục, gợi cảm hứng cho trẻ em trở thành các nhà khoa học. Với những vật liệu đơn giản và sẵn có, Foldscope có giá khoảng 50 cent. Cả ngày nằm dài trên giường, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, không phải lo lắng đến chuyện ra ngoài mua đồ ăn. Có lẽ đó là ước mơ của khá nhiều người thích đọc sách vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Nắm bắt được tâm lý này của nhiều người thì một doanh nghiệp Nhật Bản đã xây dựng một khách sạn dành riêng cho những người yêu thích sách. Và đó chính là khách sạn kết hợp thư viện sách mang tên là Books and Bed, tạm dịch là sách và giường ngủ. Với ý tưởng độc đáo này thì những mọt sách vừa có thể cuộn mình trong chăn ấm, vừa thoải mái đọc những cuốn sách mà mình yêu thích. Khách sạn được thiết kế như một nhà sách thu nhỏ, với các kệ gỗ phân chia rõ mọi loại sách. Đối diện đó là một bộ sofa êm ái. Phía sau kệ sách được phân chia thành nhiều khoang nhỏ như những phòng con nhộng với nội thất đơn giản. Theo đó, độc giả đến đây có thể vừa nằm đọc sách trong căn phòng tí hon này mà không bị làm phiền. Ngoài ra, khách sạn cũng có các phòng khách chung để độc giả có thể chia sẻ kinh nghiệm đọc sách với nhau. Có rất nhiều người đến căn phòng chung, vì thế chúng tôi có thể giao tiếp và chia sẻ với nhau nhưng vẫn cảm thấy thoải mái và riêng tư. Chúng tôi muốn cung cấp một nơi thật thoải mái, những cuốn sách thật hay cho độc giả trước khi họ đi vào giấc ngủ. Ý tưởng này dựa vào cách thiết kế không gian ở trong các ký túc xá. Độc giả có thể tìm kiếm sách trên kệ và một vị trí thoải mái để đọc bất kỳ cuốn sách nào trong số 5.000 cuốn sách tại đây. Sách chủ yếu bằng tiếng Nhật, một số ít bằng tiếng Anh. Chủ khách sạn cho biết, tùy theo kích thước, mỗi phòng sẽ có mức giá khác nhau, dao động từ 30 đến 39 đô la Mỹ. Sushi là món ăn được chế biến rất cầu kỳ và đẹp mắt. Nguyên liệu để làm sushi thường là cơm và hải sản. Tuy nhiên mới đây thì công ty thực phẩm Nestle chi nhánh ở tại Nhật Bản đã làm mới món ăn này khi cho ra đời một loại sushi được làm từ sô-cô-la để chào đón ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 sắp tới. Những miếng sushi ba lớp này thoạt nhìn giống như được làm từ cá ngừ, nhím biển và trứng ốp la. Tuy nhiên, thực chất chúng được chế biến từ sô-cô-la mang nhiều hương vị. Cũng giống như phiên bản sushi truyền thống, sushi sô-cô-la được ăn kèm với wasabi nhưng ở dạng bột khô. Trước hết, tôi hy vọng khách hàng cảm thấy thú vị khi được nhìn thấy những thỏi sô-cô-la trong hình dáng của món sushi. Ngoài ra, tôi cũng muốn khách hàng được thưởng thức món sushi với hương vị gạo hòa lẫn với vị sô-cô-la. Những miếng sushi sô-cô-la này không phải để bán mà là dành tặng cho khách mua hàng với tổng giá trị từ 3.000 yên trở lên từ nay cho tới ngày Valentine. Mùa Valentine đang đến gần, vì vậy tôi hy vọng sản phẩm sushi sô-cô-la có thể bổ sung vào danh mục quà tặng giúp lễ tình nhân sắp tới của các cặp đôi thêm phần mới lạ và thú vị. Tại Nhật Bản, nữ giới là người mua sô-cô-la tặng cho người yêu hay đồng nghiệp nam của mình trong ngày lễ tình nhân. Và một tháng sau đó, đến lượt nam giới tặng lại nữ giới và ngày đó được gọi là ngày Valentine trắng. Lạc đà vốn là một loài vật đặc trưng của các quốc gia vùng Trung Đông. Hiện ở Ả Rập thì có khoảng hơn 380.000 chú lạc đà. Và đến hẹn lại lên, hàng năm vào dịp đầu năm mới, người dân Ả Rập lại háo hức đổ về Abu Dhabi để tham gia và ngắm nhìn những cô lạc đà xinh đẹp trong cuộc thi Hoa hậu lạc đà, một trong những hoạt động độc đáo nằm trong khuôn khổ của lễ hội Andafra. Cuộc thi này thu hút hàng nghìn cô lạc đà và có năm lên tới hàng chục nghìn từ khắp nơi tới tham gia. Chúng được người chủ trang điểm khá lộng lẫy và coi như những con thú cưng. Tiêu chí để trao vương miện cho những con lạc đà là phải sở hữu một chiếc đầu to, cổ dài, tai dựng, má rộng và râu rậm. Thân lạc đà phải đủ dài, bướu lớn, lông mượt. Tôi rất vui khi được xem cuộc thi này. Nó giúp bảo tồn nền văn hóa lâu đời của đất nước chúng tôi. Được biết, chủ nhân của 10 chú lạc đà thắng cuộc sẽ được nhận phần thưởng là một chiếc xe hạng sang. Số tiền thưởng lên đến khoảng 8.000 USD. Ngoài ra, việc lạc đà thắng giải cũng đem lại niềm vinh dự cho cả gia tộc của người chủ. Theo chính quyền địa phương, cuộc thi Hoa hậu lạc đà là một trong những dịp lễ hội quan trọng để người dân nơi đây quảng bá hình ảnh quốc gia với toàn thế giới, thu hút lượng lớn khách đến tham dự và đồng thời cũng thể hiện được nét văn hóa đặc trưng của quốc gia vùng Đông Trung Đông.
Do đó, các đại gia của Ả Rập thường không tiếc tay tài trợ cho chương trình này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.